Tuy ra mắt khác thời điểm, nhưng Sony A6400 và Sony ZV-E10 lại hay được đặt lên so sánh mỗi khi có ai đó hỏi về một chiếc máy đa năng giá rẻ. Đến bây giờ thì cả hai vẫn là cái tên hot và khá giữ giá, vẫn là một trong số những lựa chọn hàng đầu nếu như bạn là người mới, người nghiệp dư, những người yêu thích Sony và yêu thích quay chụp. Mình đã có cơ hội được trải nghiệm cả hai và sở hữu một trong số đó. Video này hãy cùng lắng nghe vài trải nghiệm của mình về hai chiếc máy này và tìm hiểu thêm trước khi quyết định mua nhé. Nếu bạn là người thích chụp ảnh, ngoài các thông số của cả hai nó cũng tương đồng, cái này thì mọi người đọc trên web chắc cũng thấy rồi, thì Sony A6400 sẽ đem đến trải nghiệm cầm nắm bấm chụp thoải mái hơn với phần layout thiết kế khác biệt và body nhỉnh hơn một chút so với ZV-E10. Vòng xoay chọn chế độ trên A6400 cũng tiện lợi hơn khi chúng ta có thể xoay và chọn chế độ chụp nhanh. Còn ZV-E10 nó sẽ bất tiện hơn một chút là chúng ta sẽ phải truy cập vào cài đặt ở menu, vì thiết bị này chỉ tối ưu cho người dùng cơ bản và tối ưu cho việc quay phim mà thôi. Việc A6400 sở hữu khung ngắm mà ZV-E10 không có đã khiến chiếc máy này tạo cảm hứng chụp ảnh hơn và thú vị hơn. Ăn tiền ở cả trải nghiệm chụp hay là quay thì phải nói đến là cái chiếc ZV-E10 nó có màn hình lật này, xoay đa chiều và nó rất linh hoạt hơn rất nhiều so với màn hình chỉ ngửa lên ngửa xuống hơi tù của A6400. Và nó đáp ứng được mọi tư thế hay là vị trí quay khó nhằn mà chúng ta mong muốn. Nói về chất lượng hình ảnh thì mình thấy chất lượng của cả hai đều tốt, xấu đẹp thì còn tùy vào tay người sử dụng nữa. Nếu bạn là người thích quay phim thì việc có khung ngắm hay không trên Sony ZV-E10 cũng không ảnh hưởng gì cả. Và màn lật trên chiếc máy này còn rất tối ưu cho những người tự quay selfie nữa. Nếu như việc quay phim chiếm đến 8-90% nhu cầu của bạn thì ZV-E10 có 4 ưu điểm mà mình thấy nó vượt trội hơn so với A6400. Thứ nhất, đó chính là nó có nút bấm chuyển nhanh chế độ. Chỉ cần bấm là chọn được chụp, quay hay là quay slow motion, rất đơn giản, thao tác rất nhanh. Thứ hai, đó chính là nút bấm xóa phông defocus. Nó sẽ giúp hình ảnh của chúng ta xịn sò này, nổi bật chủ thể hơn mà chúng ta không cần tùy chỉnh nhiều thứ phức tạp. Thứ ba, đó chính là có nút bấm chọn tính năng ưu tiên bắt nét sản phẩm cho những người quay video review này, giúp việc bắt nét tiện lợi và đơn giản hơn. Và cuối cùng, đó chính là tích hợp khả năng chống rung rất thích hợp với những vlogger. Và 4 ưu điểm này đã khiến Sony ZV-E10 trở thành thiết bị quay phim tiện lợi đúng nghĩa, nó rất tối ưu và mình rất thích nó. Cả hai mình đều sử dụng để quay 4K, đều có các chế độ chọn giả lập màu và cả hai đều đáp ứng được việc mình quay liền mạch một video dài từ 10 đến 15 phút. Và thời lượng pin của nó khá tốt luôn nha. Một buổi quay thường mình cũng sẽ chỉ dùng tới 2 cục pin mà thôi. Cảm giác sử dụng thì mình không thấy nó có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, nếu buộc phải cầm hai chiếc máy để quay thì trọng lượng của ZV-E10 rất khác biệt. Đôi khi thì những thứ tưởng chừng là nhỏ thôi, nó lại ảnh hưởng đáng kể tới trải nghiệm đó nhá. Còn nếu như các bạn chỉ đặt ở tripod thì với mình ấy, thiết bị nào nó cũng vậy. Nói về những nhận xét của mình, nếu bảo mình lựa chọn một trong hai khi chỉ đặt các thông số và hình ảnh cạnh nhau thì có lẽ là nó cũng gây phân vân đấy. Nhưng mà khi trên tay thử dùng với đúng cái nhu cầu cần dùng ấy thì chúng ta mới cảm nhận được đâu là cái thiết bị phù hợp với mình. Nếu như bạn thích chụp ảnh giống mình này, chụp ảnh cũng nhiều như là cách mình quay phim vậy, thì A6400 nó rất phù hợp. Cầm máy trên tay là chúng ta đã có cảm hứng liền luôn ấy. Hình thức nó đẹp mắt. Và mình nhớ là cái thời điểm sau khi mình mua A6400 để sử dụng thì hầu hết những nơi mình làm việc sau đó cũng đều sử dụng máy này, hoặc là A6300, nói chung là trong cái dòng A6000 đấy. Nên có thể nói là dòng máy này khá phổ biến trong những cái doanh nghiệp tư nhân, có thể sử dụng được thì nó cũng là một lợi thế khi bạn đi tìm việc đấy. Còn nếu hiện nay chỉ có nhu cầu quay video thì mình cảm thấy là ZV-E10 tốt hơn. Nó gọn nhẹ, đáng kể và rất là tiện lợi. Nó có nhiều tính năng mới hỗ trợ chúng ta quay phim, giúp chúng ta nhàn hơn và đỡ tốn thời gian rồi nữa. Tuy nhiên thì đây chỉ là những điều mà cá nhân mình đúc kết lại sau thời gian mình trải nghiệm cả hai mà thôi. Quan trọng nhất vẫn nằm ở nhu cầu và ngân sách của các bạn. Nếu còn lăn tăn điều gì thì hãy cứ hỏi chúng mình ở bên dưới. Nhưng mà đừng quên nhấn like, subscribe cho Tokyo Camera nhé.